con. Thưa cha, con Nguyên. Cha con Nguyên Thị Vinh, con ở Nghệ An, năm nay con 32 tuổi, con Nguyên ngoài đảo cha. Có đạo không? Không. Đạo gì? Dạ, con đạo thờ ông bà thôi ạ. Vâng, chúng ta một tràng pháo tay cho những người ngoại đạo, những người không phải là đạo Công giáo mà vẫn mạnh dạn lên để làm chứng cho Chúa, để cần bước tiến lên chút. Rồi, con được cần gì nói mạnh lên cho mọi người nghe. Dạ thưa cha, thì con 5 năm trước đây thì con bị người ta hại về bùa ngải cha. Là con bị điên khùng luôn á, con không có nhận biết được người thân của con là gia đình của con nữa. Là cũng như là mẹ con đưa đi thầy bà đủ thôi hết, con hết cũng có 50-60 triệu tiền thầy bà luôn cha, nhưng mà không có được. Thì gần nhà con cũng có người ngoài đào, có người bên chùa đấy đó, cũng đi cho Long về cho mẹ con mượn cái đài để nghe. Thì mới đầu con không có nghe, con không chịu nghe. Rồi mẹ con nói, ôi con không nghe, để mẹ nghe. Thì con nằm con nghe, mẹ con nghe từ từ, biết chứ con nghe nó cái gì nó hấp dẫn quá, thôi con nghe mượn nghe thử. Đấy, cái mẹ con nói, con nghe đi, nó hấp dẫn lắm. Rồi con nói, dạ con hấp dẫn đi, để con nghe biết từ từ. Vì con nghe, con cảm thấy cảm nhận được lòng thương xót của Chúa vào lòng của con. Thì con được cái cô cho đó con mượn đài xong, được cô đi rủ con, nói là ngày đó cô đi vô số điểm tin mừng, con có đi không? Thì con có hai đứa con, thì con gửi cho mẹ con. Thì con nói con gửi mẹ con đó, con đi theo cái tuệ đoàn đó, con vô đây con được cha đặt tay cầu nguyện và con đứng trước đài lòng thương xót của Chúa đó, rồi con khẩn nài xin Chúa thương xót con. Ngày xưa thương xót con, chữa lành cho con bệnh tật con vì bùa ngải ma quỷ cạm dỗ gì đó, con không có nhận biết được, con cứ giận dữ chồng con không à. Rồi bên chồng con cũng không có tin tưởng là con bị bùa ngải, cứ nói chung là không có tin con, rồi bỏ ruộng bỏ con. Rồi con cũng buồn, con cũng xin Chúa thương xót con để cho con được cho con cho cái người mà cho con mượn máy á, anh kia ngồi xuống cho người ta nghe. Con người cho con mượn máy là người có đạo không? Dạ, tôi đang có đạo. Vâng, người có đạo cho người không đạo mượn máy. Rồi cô ấy đã đến đây và cô đã được ơn của Chúa giải gỡ cho cô ấy khỏi quyền lực của ma quỷ. Đó là bùa ngải. Thưa anh chị em, nói về bùa ngải, xin chia sẻ với anh chị em để anh chị em khỏi thắc mắc là quyền lực của sự dữ, quyền lực của ma quỷ, Chúa vẫn cho phép nó hoàn thành trong thời gian này. Thứ nhất là để thử thách lòng tin của con người. Thứ hai là để cho mình có đủ sáng suốt để mà nhận biết cái nào là thật, cái nào là giả hay không. Vì quyền lực của sự dữ, của ma quỷ, của Satan qua bùa ngải, thần chú vân vân, nó mang tính cách huyền bí, nó là quyền lực của ma quỷ sự dữ để thử luyện lòng tin của con người. Lửa thử vàng, gian nan thử thách ý chí và những khó khăn thử luyện lòng tin của con người. Cho nên anh chị em sẽ có thể gặp những trường hợp như cô bé này nói đây. Và nếu ta tin vào Chúa thì ta chạy đến trông nhờ vào quyền năng của Chúa như người ngoại đạo này đã chạy đến. Còn có những người có đạo mà lại tin vào quyền năng của ma quỷ, của sự dữ, lại đi chạy theo thầy bùa, thầy chú, thầy ngải, thầy cúng nào khác. Rất nhiều người ngày hôm nay đã làm cái công việc đó, thay vì làm chứng như Gioan Tẩy Giả thì là phản chứng, không dám làm chứng, mà ngược lại cái cách sống, cách tin đạo của mình lại làm cho người ta không tin vào Chúa. Cho nên Chúa dùng một người ngoại đạo này đến đây, Chúa trừ sự dữ ra khỏi người ngoại đạo này để cho chúng ta biết rằng là quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa vượt lên trên hết tất cả mọi quyền lực của sự dữ, của ma quỷ, của Satan. Vì Chúa nói ta đã thắng thế gian rồi, có nghĩa là quyền năng của Chúa thắng ma quỷ, thắng sự dữ. Chờ một ngày nào đó tất cả phải nằm đạp ở dưới bàn chân của Chúa. Trong lúc chờ đợi tới ngày đó, ta rên xiết quằn quại giống như Phaolô, rên xiết quằn quại trong những thử thách, trong những thử luyện, trong những đau thương, trong những đau khổ, trong những mất mát, để cho mình thấy rằng là
phải nắm vững vào Chúa, phải tin chắc chắn vào Chúa, như là vợ chồng của Zakaria Isabe đã bị người ta nguyền rủa, đã bị người ta chê bai. Đấy, nó tin vào Chúa mà giờ này hai vợ chồng nó có được đứa con nào đâu, nhục nhã ê chề vô cùng. Nhưng mà khi người ta nghe tin bà ấy được ơn của Chúa thì láng giềng bà con đến mà chúc mừng, rồi thấy những điều lạ lùng vậy, họ bỡ ngỡ, họ kinh ngạc, họ kính sợ Thiên Chúa. Mỗi người phải cho người ta phải kính sợ Thiên Chúa, chứ không có lơn mặt với Thiên Chúa được. Đừng có tưởng là Chúa là đứng nhiều lòng thương xót, rồi mở miệng ra là cứ lòng thương xót, làm bậy làm bạ, xong rồi mở miệng ra bảo phải có lòng thương xót, điểm chấp của người ta, rồi bảo là cha phải có lòng thương xót cha cho con chứ. Tôi cho anh là một chuyện, anh đói là một chuyện, nhưng đừng có lấy lý do là anh đói, anh vào đây ngăn cắt, rồi bảo tôi phải có lòng thương xót anh. Không có chuyện đó. Thưa anh chị em, cái gì nó phải rõ ràng, Chúa là đứng công thẳng, Chúa là đứng đầy quyền năng, cho nên phải cho người ta kính sợ Thiên Chúa nữa, chứ không phải lơn mặt với Thiên Chúa được. Không phải Chúa nhiều lòng thương xót rồi người ta leo lên đầu, lên cổ, rồi thương chó, rồi chó liếm mặt. Không có chuyện đó được. Cái gì nó phải rõ ràng, dứt khoát ra cái đó. Cho nên mỗi người chúng ta phải trở thành như Gioan, mạnh dạn lên làm chứng. Và ngay cả những người có chức có quyền là ông vua Herodê đó, mà Gioan cũng chỉ thẳng vào mặt nói ông không được làm như vậy, ông không được lấy vợ của anh ông không được làm như thế. Cho dù có bị cắt cổ, dù có bị mất đầu, Gioan Tẩy Giả vẫn cương quyết làm chứng như thế. Chứ không phải thấy người ta có quyền lực rồi mình sợ, hay là người ta cho mình tí tiền là mình câm miệng lại. Không có, phải làm chứng rõ ràng, phải cho người ta thấy được là phải kính sợ Thiên Chúa, chứ không có lơn mặt được với Thiên Chúa. Chúa sẽ ra tay trừng trị những kẻ ngoan cố, những kẻ gian ác, và thương xót những người biết sám hối, biết ăn năn thật lòng, chứ đừng có giả điên, đừng có giả ngơ, rồi mà đến đây mà quậy phá, rồi dựa vào đó bảo là đấy là lòng thương xót thì phải như vậy. Lòng thương xót thương con người tội lỗi, nhưng không chấp nhận những hành vi tội lỗi, những hành vi gian ác. Rõ không? Rõ không? Rõ không? Đây cho để tặng cho cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con ra đi loan truyền cho mọi người về lòng Chúa thương xót, được không? Dạ được. Được không? Dạ được. Hallelujah. Dạ.